Xin chào tất cả cô chú và anh chị ha, đến với kênh của em Hạnh. Hôm nay thì em Hạnh lại đi thăm cái một khu ớt này là đang xuống giống được 7 ngày. Đây là một khu ớt có diện tích đó là tổng 3 hộ nông dân. Một miếng như thế này Hạnh đang đứng đây là với diện tích là 6 công lớn, và một miếng kế bên nó là diện tích là 8 công ha, và một miếng 6 bên đây nữa là một diện tích nó là 2 công lớn. Thì hiện tại thì Hạnh đang quản lý cái khu ớt này đang xuống giống. Đúng ra thì hiện tại thì khu ớt này đang xuống giống cách đây 1 tháng rồi ha. Nhưng mà bị tình hình là bị nước nên ngập tràn bể đê nên khu này mới trồng trễ hết 1 tháng so với dự định. Và thì hôm nay thì em Hạnh cái miếng ớt này em Hạnh trở lại thăm với mục đích đó là kiểm tra cái sự sinh trưởng và phát triển cây ớt này như thế nào. Và em Hạnh sẽ quay lại những video cả vụ luôn cho tất cả bà con chúng ta theo dõi một cái quy trình em Hạnh đang xử lý và hỗ trợ cho tất cả bà con nông dân của khu vực của Hạnh. Và 7 ngày tuổi thì miếng ớt này được đổ một lần thuốc rồi nha bà con. Đổ một lần thuốc đổ rễ rồi. Và xịt một lần thuốc rồi. Và hiện tại thì anh chủ đất đây cũng đang xịt lần thứ hai. Và không may mắn trong thời gian gần đây thì được cái khu Đồng Tháp á, mưa liên tục, hầu như Hạnh quan sát là cái nền đất chúng ta nó rất là mướt. Hệ thống rễ chắc chắn mình quan sát cẳng, nghĩa là thời gian mà ẩm ướt như thế này thì chắc chắn là cái lượng mà rễ của cây mình nó ra rất là yếu, không khỏe mạnh như mà thời tiết khô ráo được. Nếu như mà với cái nền đất như này mà thời tiết khô nắng khoảng 3 ngày liên tục thôi là nó nứt mà nó răng hết cái hệ thống đất các bà con, thì hệ thống rễ phát triển rất là mạnh nha. Và hôm nay thì em Hạnh cũng muốn kiểm tra cái hệ thống rễ bữa nay như thế nào nhé. Thì hiện tại thì cái đám ớt này chúng ta đổ được 3 ngày, nghĩa là ớt này đổ gốc được 3 ngày và xịt cũng được 3 ngày. Thì anh chủ ha, anh chủ ruộng này thì anh cũng kỹ, thì anh tiến hành anh xịt thêm một cử nữa. Anh xịt thêm một cử nữa để quản lý ba cái nấm bệnh trên môi trường đất mình ha. Thì hôm nay thì cái miếng đất này hầu như em Hạnh cho xử lý về nguyên vi sinh là chủ lực nha bà con. Xử lý nấm bệnh cũng là hệ thống vi sinh. Trời ơi, cây này trồng sâu quá nên Hạnh không tiện cua ha. Biến cái cây nào trồng cho nó ngắn ngắn lại cái hệ thống rễ nó phát triển. Đất ở đây thì tương đối anh không thấy là tương đối cũng ổn nha. Nó chưa phải là đất tốt lắm nha. Nhưng mà đất đây nó cũng có nền sét, đất sét nhiều. Thì vừa rồi thì em Hạnh tiến hành cho đổ bộ combo đó là Super Humat cộng với Fast kết hợp chung với Chico Đặc Ma nước. Và em Hạnh còn bổ sung 6 công này với 2 lít Biosim để bổ trợ thêm cho quá trình mà sinh trưởng và phát triển của hệ thống rễ. Trồng sâu quá, rễ này phát triển cũng tương đối nha bà con, nhưng mà nó không được mạnh khỏe nha. Tại vì hiện tại giờ là cái độ ẩm rất là cao, bà con thấy không? Rễ nó cũng bò ra ngoài nè. Rễ nó cũng bò ra ngoài nè, đó nó bò sâu tới ngoài này luôn nè, thấy không? Đây bà con thấy không? Rễ nó bò sâu tới ngoài này luôn nha. Đó, nhưng mà độ ẩm rất là dữ nha, độ ẩm này quá dữ luôn nên cái thời điểm như thời điểm này thì em Hạnh kiểm tra rễ nó cũng chưa chính xác lắm nha. Tại vì mưa bão quá liên tục, mấy ngày nay mưa liên tục nên cái hệ thống rễ phát triển không giờ mà nó mạnh khỏe bằng thời tiết mà nó khô ráo, đất nó khô ráo được. Cái cây này trồng có hơi sâu nha bà con. Thôi rễ sâu quá. Đây rễ bắt đầu bung nữa nè. Tại vì sâu quá thì mà gặp thời tiết mưa bão này nó không hay lắm nha. Nè bà con thấy không? Rễ bung trắng ra ngoài nè. Đó, ở dưới nè, thấy không? Đó. Đó bà con thấy không? Thì trong cái sản phẩm của mình thì em Hạnh đưa về một cái sản phẩm đó là chuyên là xử lý rễ, đó là sản phẩm là Phát. Và thứ hai là một sản phẩm chuyên đặc trị ba cái vấn đề về xử lý nấm bệnh trong môi trường đất. Nhưng mà em Hạnh sẽ giải quyết chủ chốt và đa số là thì mình giải quyết bằng hệ thống vi sinh hết nha bà con. Thứ hai nữa là khi mà quản lý bằng vi sinh thế này nè, nó quản lý cho mình quản lý dễ dàng trong quá trình mà một số nấm bệnh trong môi trường đất. Thứ hai nữa là quản lý vấn đề về cây là giúp trong quá trình vi sinh hỗ trợ giúp kích thích rễ mạnh ra, nó sẽ quản lý được quá trình đó là nấm bệnh trực tiếp trong môi trường đánh vô vào cây, nghĩa là mình quản lý từ cây và quản lý trực tiếp nào nấm bệnh lấy trong từ cây. Thì em Hạnh đưa hai mẫu combo, một combo chuyên xử lý về đất là kết hợp chung với Biosim nữa. Với 6 công này mình tưới có 2 lít thôi, mình nhắc nhẹ ở 2 lít thôi ha, để hỗ trợ hệ thống rễ và hỗ trợ cái hệ thống mà hữu cơ nằm trong môi trường đất để cân bằng cái lượng mà pH đất hoặc là cân bằng cái môi trường đất lại, làm cho hệ thống rễ nó phát triển mạnh khỏe hơn. Và cái nền đất hiện tại bây giờ em Hạnh quan sát thì nó có độ sét nha, nó có độ hơi sét, đất nó không đen, nó không tốt lắm, nó sét trên nền mặt là sét lắm nè, có độ vẫn độ sét nha, cặp vách thì cũng sét, nó nổi gõ lên luôn. Tuy nhiên thì trong thời gian này thì em Hạnh cũng khuyến khích thì chắc có thể thời gian ngắn tới thì em Hạnh sẽ xử lý cho mình đó là hữu cơ, là nghĩa là cho nông dân của mình đó là sẽ rải một lượng hữu cơ tương đối để chẳng hạn như ít nhất khoảng 50kg cho một công để quản lý lại cái độ pH lại, quản lý lại cái màu đất lại, làm cho màu đất chúng ta nó mau xanh lên nha. Và thứ hai nữa là trong thời gian cử tới là bậc đề cử thứ hai thì Hạnh sẽ tăng cường DB thêm nữa là giúp cho cây chúng ta mập nha, và tăng cường lượng đạm để làm sao cho cây chúng ta nó xanh hơn. Bởi vì hiện tại đang cái màu nó vẫn còn tím nha con, màu còn tím nè,
là chứng tỏ cây chúng ta nó mới mướn bẩn lại thôi, rễ nó mới phát triển mạnh lên thôi, mới phát triển bò rễ ngoài thôi, tại vì mới 7 ngày thôi nha bà con. Thì hiện tại thì cái ớt chúng ta nó chưa phát triển mạnh lắm nha, chưa phát triển mạnh lắm vì cái lượng rễ bò ra yếu, thứ hai là gặp thời điểm mưa liên tục á thì cái cây ớt chúng ta nó bị dư độ ẩm, cây ớt chúng ta bị dư độ ẩm là hệ thống rễ phát triển cũng không được và khỏe mạnh như là thời điểm là thời tiết tốt, thời tiết nắng ráo làm cho nền đất chúng ta nó khô ráo thì hệ thống rễ nó bò ra rất là khỏe mạnh. Thì anh nông dân của mình đang tiến hành xịt một cửa thuốc, đó là tại vì mưa liên tục á nên anh tiến hành xịt một cửa thuốc coi như là dằn dằn lá. Dằn lá thì em hành thuốc phối trong đó là có thuốc vi sinh, xử lý hệ thống vi sinh là chủ lực. Thứ hai nữa là đưa cái hệ thống về kích rễ làm cho hệ thống rễ chúng ta phát triển và sinh trưởng khỏe hơn. Tại vì khi mà cái hệ thống đất chúng ta đang bị ẩm ướt như thế thì cái hệ thống rễ phát triển nó kém rồi thì bắt buộc chúng ta phải đưa dinh dưỡng, đưa những nguồn kích rễ từ trên lá xuống để cây chúng ta là hấp thụ trực tiếp lá xuống và đẩy vô hệ thống rễ làm cho hệ thống rễ chúng ta là phát triển khỏe hơn. Và trong thời gian sắp tới đúng ra khoảng chừng 5 ngày nữa em Hạnh sẽ trở lại đây và quay lại lần thứ hai cho quá trình sinh trưởng phát triển lần đổ gốc thứ hai như thế nào thì em Hạnh sẽ thông báo cho tất cả bà con chúng ta theo dõi. Tạm biệt tất cả bà con chúng ta ha, và hẹn tất cả bà con chúng ta qua cứ quay chưa tới ha, video tới thì em Hạnh cũng quay lại để cho bà con chúng ta theo dõi trong quá trình mà cái ớt chúng ta 10 đến 14 ngày sinh trưởng phát triển như thế nào. Và xin chào tạm biệt.